Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của VTV. Thưa quý vị khán giả, ngày 21 tháng 1 năm 2024 vừa qua, Thứ trưởng Quốc phòng Nga-Ukraine tuyên bố để kết thúc chiến sự, Nga phải từ bỏ vũ khí hạt nhân bởi nó gây ra mối đe dọa cho thế giới. Đồng thời, Nga phải trả lại toàn bộ lãnh thổ cho Ukraine được xác lập từ năm 1991. Lý do Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine yêu cầu Nga phải từ bỏ vũ khí hạt nhân để Nga không bao giờ dám nghĩ đến một cuộc chiến tranh khác chống lại Ukraine hay bất kỳ quốc gia nào trong tương lai. Thưa quý vị, đây có phải là một yêu cầu hoang tưởng hay không? VTV cùng quý vị tìm hiểu một số góc cạnh xung quanh vấn đề này và hiện nay có bao nhiêu nước sử dụng vũ khí hạt nhân. Vì sao hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới muốn sở hữu loại vũ khí này? Và trước khi vào chi tiết, quý vị hãy dành một chút thời gian ấn chuông thông báo, đăng ký kênh để nhận được các video bình luận mới nhất của VTV. Chân thành cảm ơn quý vị. Thưa quý vị khán giả, trong nhiều năm trước đây, mối đe dọa chiến tranh hạt nhân gần như không tồn tại. Viễn cảnh về việc sử dụng vũ khí hạt nhân dường như không thể bởi có quá nhiều rủi ro, nhất là khi đối phương cũng sở hữu và sẵn sàng dùng loại vũ khí này để đáp trả. Tuy nhiên, từ khi cuộc chiến xung đột giữa Nga và Ukraine xảy ra, Nga đã liên tục đe dọa sử dụng loại vũ khí này. Vũ khí hạt nhân chắc chắn là con át chủ bài để răn đe đối thủ. Nếu như nước Nga không có vũ khí nguyên tử thì chắc chắn Mỹ và NATO đã ồ ạt chuyển giao tất cả các loại vũ khí hiện có cho Ukraine, thậm chí đưa quân vào Ukraine. Mỹ và NATO phải thăm dò từng bước, chính là e ngại vũ khí nguyên tử của Nga. Ukraine hoang tưởng ở chỗ, vũ khí nguyên tử mà hiện Nga đang sở hữu không phải để đối phó với quân đội Ukraine, mà là đối phó với Mỹ và NATO. Trong khi Mỹ và NATO có thể huy động sức mạnh, tập hợp lực lượng để phô trương sức mạnh, răn đe Nga, cả vũ khí thông thường và vũ khí hạt nhân, Mỹ và NATO đã thực hiện sách lược gọi là chia sẻ hạt nhân một phần. Đó là việc cho phép bố trí vũ khí hạt nhân tại các nước thành viên không sở hữu năng lực này. Ngoài ra còn cung cấp máy bay hộ tống hoặc máy bay trinh sát để thực hiện đòn tấn công hạt nhân. Ngoài ra trong khối NATO còn có 3 cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân. Đó là Pháp và Anh, đặc biệt là Mỹ. Mỹ đã thực hiện sách lược chia sẻ hạt nhân cho Bỉ, Đức, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Italia. Có nghĩa rằng những nước vừa kể trên, dù không sở hữu vũ khí nguyên tử nhưng đã được Mỹ trang bị với lý do phòng thủ. Và thực chất thì các khí tài này đều có mục tiêu, đó là nước Nga. Trong khi nước Nga không hề có liên minh quân sự, không thể dựa vào một nước nào. Vì vậy Tổng thống Nga đã nói tên lửa chiến lược là đồng minh của nước Nga. Vì vậy, không có chuyện nước lớn từ bỏ vũ khí hạt nhân theo yêu cầu của Ukraine. Đây chắc chắn là chuyện hoang tưởng. Liên bang Nga có thể từ bỏ nhiều thứ, còn vũ khí hạt nhân chắc chắn cần phải phát triển nhiều hơn nữa. Nhất là vũ khí hạt nhân chiến thuật để đối phó với các nguy cơ đến từ Mỹ và NATO. Một quốc gia có đường biên giới dài nhất thế giới, kéo dài từ Đông sang Tây, tiếp giáp với nhiều quốc gia. Trong đó không ít quốc gia là thù địch. Nếu không có vũ khí nguyên tử, nước Nga chắc chắn sẽ không an toàn. Đây là điều không phải bàn cãi, thưa quý vị. Và như chúng ta đã biết, chỉ vài ngày sau khi xung đột Nga và Ukraine bùng phát, người dân Belarus đã bỏ phiếu ủng hộ giải pháp cho phép Nga đặt vũ khí hạt nhân ở nước này. Vài ngày sau đó, Ba Lan ra tín hiệu sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân của Mỹ. Belarus có đường biên giới tiếp giáp với 3 nước là thành viên của khối NATO. Mặc dù vậy thì chỉ cần có vũ khí nguyên tử, biên giới sẽ trở nên an toàn. Và khi sự cân bằng về loại vũ khí này được xác lập thì cả hai bên đều phải cân nhắc rất kỹ trước khi đưa ra hành động. Thưa quý vị, là câu hỏi được đặt ra là vì sao ngày càng nhiều nước muốn sở hữu vũ khí nguyên tử? Câu trả lời cũng hết sức đơn giản. Đó là hiện nay trên thế giới, nhiều khu vực đang không an toàn, đầy rẫy những bất ổn, đầy rẫy sự đe dọa đến chủ quyền lãnh thổ, cộng với dồn dập những cảnh báo bùng nổ chiến tranh hạt nhân trong 2-3 năm vừa qua.
Ngoài cuộc chiến Nga và Ukraine, còn có những xung đột ở bán đảo Triều Tiên, eo biển Đài Loan, Biển Đông, Trung Đông. Vì vậy, nhiều quốc gia đang tìm cách phát triển, mua cũng như sở hữu vũ khí hạt nhân từ Mỹ và Nga. Các nước đều có những toan tính riêng của mình và việc lên kế hoạch sở hữu vũ khí hạt nhân để phòng thủ, bảo vệ đất nước cũng nằm trong những toan tính đó. Điều này càng khiến các điểm nóng địa chính trị đối mặt với các nguy cơ trở thành bãi thử hạt nhân. Thưa quý vị, tại châu Á thì Hàn Quốc mặc dù khẳng định có vũ khí để ngăn chặn mối đe dọa từ Triều Tiên, tuy nhiên tư tưởng đó đã thay đổi khi bị Triều Tiên liên tục đe dọa và nhu cầu sở hữu vũ khí hạt nhân đã được đặt ra trong năm qua. Điều này xuất phát từ việc Triều Tiên gần như đã thành công trong việc phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật, đồng thời sở hữu hàng chục đầu đạn. Vì vậy, rất khó thuyết phục người dân Hàn Quốc rằng nước này được bảo vệ an toàn từ Mỹ. Và theo kết quả thăm dò được công bố thì 71% trong số 1.300 người Hàn Quốc được hỏi ý kiến cho rằng Hàn Quốc cần phát triển kho vũ khí hạt nhân của riêng mình. Và cũng theo cuộc thăm dò này, ngày càng nhiều người Hàn Quốc không còn tin tưởng vào lá chắn bảo vệ từ Mỹ. Việc Hàn Quốc muốn sở hữu vũ khí hạt nhân cũng là điều dễ hiểu. Và trên thực tế thì Hàn Quốc đã thỏa thuận với Mỹ để duy trì sự hiện diện vũ khí hạt nhân tại Hàn Quốc. Song quyền sử dụng vũ khí này vẫn thuộc về Mỹ. Thưa quý vị, là Australia, Philippines cũng muốn được Mỹ đối xử như Hàn Quốc. Và nếu tham vọng của hai nước này được Mỹ chấp thuận, châu Á có thể trở thành trường bắn, bãi thử vũ khí hạt nhân, bởi khi đó không chỉ có mình Trung Quốc, Ấn Độ và Triều Tiên sở hữu vũ khí này. Mỹ và Australia là đồng minh thân cận của nhau. Hợp tác quân sự hai nước này luôn được tăng cường để chống lại sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Mỹ và Anh sẽ cung cấp công nghệ hỗ trợ Australia sở hữu lực lượng tàu ngầm hạt nhân vào năm 2040. Và thưa quý vị, tại Trung Đông, trong khi Mỹ tìm mọi cách ngăn cản Iran sở hữu vũ khí nguyên tử, thì Iran ngày càng tiến gần hơn đến việc chế tạo bom hạt nhân. Israel đã cảnh báo ngay bây giờ hoặc không bao giờ ngăn chặn được Iran. Nếu Iran có vũ khí hạt nhân sẽ phát sinh nhiều nguy cơ và Iran có thể sử dụng chia sẻ vũ khí hạt nhân với Venezuela, Syria. Khi đó sẽ đặt phương Tây vào thế khó và nó sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng mang tính sống còn cho các đối thủ của các nước này. Ả Rập Xê Út cũng cảnh báo mọi thứ sẽ đổ vỡ nếu như Iran sử dụng vũ khí hạt nhân. Thưa quý vị, lực lượng hạt nhân của hai phe đối trọng nhau trên thế giới hiện nay được cho là cân bằng. Phe Mỹ có ba nước đồng minh sở hữu vũ khí hạt nhân, phe Nga có Trung Quốc, Triều Tiên. Trong khi hiện nay, Nga là cường quốc hạt nhân số 1 thế giới. Các số liệu được công bố công khai là không giống nhau, nhưng tất cả đều thống nhất. Nga hiện sở hữu 5.977 đầu đạn hạt nhân, Mỹ sở hữu 5.428 đầu đạn hạt nhân. Tổng số đầu đạn hạt nhân của Nga và Mỹ chiếm 90% toàn cầu, và Trung Quốc có 350 đầu đạn hạt nhân. Cả Nga và Mỹ đã có những cuộc đàm phán để cắt giảm vũ khí chiến lược mới để hạn chế số lượng đầu đạn hạt nhân mỗi bên có thể triển khai. Nhưng các cuộc đàm phán đã bị dừng lại bởi cuộc đối đầu giữa Nga và Mỹ cũng như NATO ngày càng trở nên căng thẳng. Và thưa quý vị, là như đã phân tích ở phần trên thì nếu như Nga từ bỏ sở hữu vũ khí nguyên tử theo yêu cầu của Ukraine thì nước Nga không còn là nước Nga nữa, bởi cũng như Mỹ, nhiều nước nể sợ phụ thuộc chính là do sức mạnh quân sự, trong đó có sở hữu vũ khí nguyên tử. Vì vậy, đòi hỏi của Ukraine là không thực tế và rất hoang đường. Rõ ràng các cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân cùng các nước đang có kế hoạch sở hữu vũ khí hạt nhân đã gây ra rất nhiều rủi ro cho thế giới, và có thể khẳng định thời điểm này là thời điểm nhiều quốc gia có thể sở hữu vũ khí hạt nhân hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử. Khi câu lạc bộ cường quốc hạt nhân có nguy cơ mở rộng thì các quốc gia mới sở hữu loại vũ khí này và sẽ không còn phụ thuộc vào sức mạnh của Mỹ hay Nga nữa. Việc Mỹ quyết định chuyển giao vũ khí hạt nhân cho các đồng minh và triển khai nhiều loại vũ khí nguyên tử ở các nước đó đã mở cơ hội cho các cường quốc hạt nhân khác làm điều tương tự, ví dụ như Indonesia.
có thể quay sang Ấn Độ, Brazil có thể nhờ cậy vào Nga và Trung Quốc. Và đặt giả thuyết nếu Philippines sở hữu vũ khí hạt nhân, nước này có thể bố trí chúng trên các đảo ở trên biển. Điều này sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu hạt nhân ở châu Á và tình trạng này có thể lặp lại trên phạm vi toàn cầu. Mặc dù có nhiều rủi ro như vậy, nhưng một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới đã bắt đầu. Nhiều quốc gia sẽ cố gắng áp đặt các quy tắc và lệnh cấm để ngăn chặn sự phổ biến vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, thực hiện điều này là không dễ, nhất là khi các nước nhận ra nhiều nguy hiểm cận kề đe dọa sự tồn vong quốc gia của mình. Hàn Quốc là một ví dụ, Iran cũng vậy. Giờ đây, thế giới đã phải chấp nhận thực tế rằng khi vũ khí hạt nhân lan rộng trở nên phổ biến thì một cuộc tấn công hạt nhân sẽ là nguy cơ hiện hữu và các nước sẽ phải dần thích nghi và bắt đầu tìm ra cách hoạt động dưới cái bóng của một mối đe dọa liên tục và ngày càng tăng. Có lẽ chúng ta không thể thống kê được có bao nhiêu lần Triều Tiên và Nga tuyên bố sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu đối phương khiêu khích và đe dọa sự tồn vong của quốc gia mình, và không ai dám tự tin nói rằng đó chỉ là lời dọa suông. Việt Nam chúng ta phản đối sử dụng vũ lực dưới mọi hình thức để giải quyết mâu thuẫn quốc tế thì tất nhiên không tán thành chạy đua vũ trang, nhất là vũ trang hạt nhân. Việt Nam cũng luôn ủng hộ phi hạt nhân ở các khu vực xung đột, nhưng trong bối cảnh hiện nay, nhất là những diễn biến trên Biển Đông, nguy cơ xung đột luôn bùng nổ. Chúng ta có đồng tình, thậm chí yên tâm nếu như Việt Nam đang sở hữu vũ khí hạt nhân hay không? Tất nhiên đây chỉ là giả thuyết. Quý vị hãy để lại những bình luận trong video này. Và có một video VTV cũng đã nói chắc chắn Việt Nam chúng ta sẽ không có vũ khí hạt nhân. Thưa quý vị, qua những gì Ukraine yêu cầu với Nga, đó là xác lập lại đường biên giới từ trước năm 1991 và yêu cầu Nga từ bỏ vũ khí hạt nhân, thì cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine còn kéo dài, chưa biết đến khi nào mới kết thúc. Có lẽ chỉ đến khi một bên mệt mỏi hoàn toàn và không còn khả năng theo đuổi cuộc chiến. Thật hết sức là quan ngại, không có một điểm nào để hai bên có thể ngồi vào bàn đàm phán, bởi lý do bên này đưa ra chính là mục đích của bên kia phải đạt được. Chắc chắn còn lâu, con người trên hành tinh này mới đạt được độ văn minh. Chỉ có đối thoại, không có đối đầu khi giải quyết các mâu thuẫn. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Thân ái kính chào quý vị khán giả của Việt TV.